Dưới tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chuyển đổi số là xu hướng tất yếu, vấn đề sống còn đối với các quốc gia, tổ chức, doanh nghiệp và người tiêu dùng trên toàn thế giới. Sau đại dịch, chuyển đổi số ngày càng mạnh mẽ hơn vì sự xuất hiện của mô hình kinh doanh mới và hành vi người tiêu dùng đã thay đổi đến chóng mặt. Các doanh nghiệp dù lớn hay nhỏ đều muốn nhanh chóng chuyển đổi để thích nghi và phát triển trong bối cảnh mới. Tuy nhiên, ngay cả các doanh nghiệp lâu đời với quy mô lớn muốn nhanh cũng khó có thể nhanh. Việc chuyển đổi số chắc chắn sẽ tác động lên toàn doanh nghiệp, làm thay đổi tất cả các quy trình hoạt động hiện có và làm ảnh hưởng đến các kế hoạch ngắn hạn cũng như dài hạn. Chính vì thế, chuyển đổi số phải được thực hiện theo từng bước, phù hợp với chiến lược phát triển chung của doanh nghiệp. Đây là công đoạn sản xuất mạch LED trên dây chuyền SMT tự động, một phương pháp chế tạo bảng mạch với các dây chuyền lắp ráp linh kiện điện tử. Một dây chuyền như thế này trong 1 giờ có thể sản xuất ra 1.200 sản phẩm. Ở mỗi dây chuyền sẽ có một màn hình cảnh báo chất lượng sớm, cung cấp thông tin về sản lượng, năng suất máy và những lỗi quá trình để cảnh báo cho người quản lý của dây chuyền về tình trạng của sản phẩm đang lắp ráp. Những thông tin này cũng sẽ được cung cấp lên phòng điều hành trung tâm của công ty để giám sát theo thời gian thực. Toàn bộ các thông tin từ cái việc là tiếp nhận cái yêu cầu của đơn hàng khách hàng cũng như các cái yêu cầu khắt khe khác của các khách hàng đều được tập hợp, và từ đây thì sẽ được phân bổ thành một cái lịch trình sản xuất cũng như một cái kế hoạch sản xuất với đầy đủ các thông tin từ việc là tiếp nhận yêu cầu của khách hàng và phát hành đến cái bộ phận sản xuất để làm sao đảm bảo được cái thông tin là sản xuất đúng đủ theo yêu cầu của khách hàng. Bên cạnh đó là khi mà đã tiếp nhận một cái đơn hàng thì hệ thống của bên Rạng Đông sẽ thực hiện là lên một cái lịch trình cụ thể ứng với sản xuất của từng bộ phận một, từ khâu bán thành phẩm đến khâu thành phẩm đầu ra cuối cùng, để đảm bảo sau cái chuỗi sản xuất của Rạng Đông đáp ứng được kịp thời so với cái yêu cầu thời gian của khách hàng đã đưa ra. Tích hợp các công đoạn robot hóa dây chuyền, tiến tới dây chuyền robot không người, ứng dụng AI trong đánh giá chất lượng sản phẩm, kiểm soát chất lượng tức thời và truyền tương tác dữ liệu trực tiếp lên hệ thống. Có thể nói, công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông đã có những bước chuyển mình và ứng dụng thành công chuyển đổi số trong sản xuất. Khi ứng dụng các cái công cụ của chuyển đổi số ở trong nhà máy Rạng Đông thì đã giúp cho cái việc là nâng cao được cái năng suất của sản phẩm cũng như là chất lượng của sản phẩm. Từ năng suất của ví dụ như sản phẩm LED của Rạng Đông đang sản xuất thì nâng cao được 30% cái tỷ lệ tăng trưởng, từ năng suất sản xuất từ 5,5 triệu sản phẩm một tháng thì lên 7,5 triệu một sản phẩm một tháng. Bên cạnh đó thì khi ứng dụng vào các công nghệ công cụ số thì đã hỗ trợ trong cái việc là giảm bớt cái thời gian phải làm việc một cách chi tiết, thì đã giúp cho anh em có thể là làm việc chuyên sâu hơn và nâng cao cái chất lượng làm việc của mình hơn ứng với từng bộ phận. Là doanh nghiệp tiên phong cung cấp hệ thống giải pháp đồng bộ dựa trên công nghệ lõi là chiếu sáng và IoT, góp phần kiến tạo ngôi nhà thông minh, thành phố thông minh, nông nghiệp công nghệ cao và nông nghiệp chính xác, thúc đẩy cuộc sống hòa hợp với thiên nhiên. Trong giai đoạn phát triển mới của kỷ nguyên số, Rạng Đông là một trong những doanh nghiệp đã có sự chuẩn bị từ rất sớm cho công cuộc chuyển đổi số. Thưa quý vị, và để tìm hiểu sâu hơn về quá trình chuyển đổi số thì ngày hôm nay chúng tôi đã mời tới chương trình một vị khách mời đặc biệt. Đó là ông Nguyễn Đoàn Kết, Phó Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông. Vâng, xin chào và cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình. Với câu hỏi đầu tiên thì chúng tôi cũng rất là muốn ông có thể chia sẻ về cái quá trình chuyển đổi số của công ty, đúng không ạ? Nó bắt đầu từ đâu, nguyên nhân do đâu? Người ta nói thời đại ngày nay là thời đại phát triển của khoa học công nghệ, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, và cho đến nay có thể nói là đã bước sang cuộc công nghệ cách mạng lần gọi là Y4.0 cộng, thậm chí là Y5.0, với sự xuất hiện của những công nghệ mới như là trí tuệ nhân tạo, như là vạn vật kết nối, vân vân, thì nó đã tác động như là vũ bão vào tất cả các cái nền kinh tế trên thế giới. Cũng có người nói rằng là cái cuộc di dân lớn nhất của nhân loại đó là cuộc di cư từ cái thế giới thực lên trên không gian mạng, mà ở trên đó thì là cái hành vi, cái nhu cầu của con người nói chung và người tiêu dùng nói riêng là thay đổi. Vì vậy, doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển một cách bền vững thì phải trang bị cho mình một cái năng lực thích ứng với sự thay đổi của thời đại mới, mà người ta gọi là thời đại VUCA, bất định, bất ổn, phức tạp và mơ hồ, thời đại Benny, mong manh, lo lắng, phi tuyến và không thể hiểu được. Thì loài người bắt đầu thức tỉnh về việc phá hủy môi trường
phá hủy cái môi trường sống. Chính vì lẽ đó, những cái doanh nghiệp mà muốn tồn tại và phát triển một cách bền vững thì phải thực hiện một cái sự thay đổi, thậm chí là phải thực hiện một cái sự chuyển mình. Sự chuyển mình là để hướng tới một cái cuộc sống xanh, hướng tới một cái nền tiêu dùng xanh, hướng tới những cái sản phẩm xanh, hướng tới một cái nền sản xuất xanh. Thế và để hướng tới một cái mục tiêu như vậy thì cái con đường tốt nhất, cái công cụ tốt nhất chính là thực hiện cái chuyển đổi số. Và đấy chính là cái lý do mà tại sao Rạng Đông phải thực hiện chuyển đổi số để nâng cái tầm phát triển của mình. Vì cái tốc độ phát triển của khoa học công nghệ nó như vũ bão, cho nên một cái sản phẩm ngày hôm nay là còn là sản phẩm mới thì ngày mai nó có thể đã trở thành sản phẩm cũ. Sự phát triển nhanh chóng của các tầng công nghệ thì thường nó dẫn đến cái hiện tượng là sao đổi ngôi. Thế và trong đó thì đã có rất nhiều bài học, những cái đế chế rất là phát triển trong quá khứ thì nay đã không còn tồn tại nữa. Vì vậy cho nên là các doanh nghiệp phải mở rộng được cái không gian tăng trưởng của mình, tạo ra những cái giá trị mới cho cộng đồng và để có thể tham gia được cái chuỗi cung ứng toàn cầu. Thế giới số, cái không gian mạng ấy làm cho những cái người sản xuất cũng như người tiêu dùng được gần với nhau hơn, nâng cao được cái khả năng đồng sáng tạo trên cùng một cái không gian như vậy. Và vì thế cái việc phát triển những cái mô hình kinh doanh mới để thực hiện hiện thực hóa, để chuyển hóa những cái giá trị của những sản phẩm mới là một điều hết sức là bức xúc, là một điều hết sức là cấp thiết. Và đến thời điểm này thì xin ông có thể chia sẻ là công ty đã gặt hái được những thành quả như thế nào? Có thể nói là sau gần 5 năm thực hiện chiến lược chuyển đổi số thì Rạng Đông cũng đã đạt được một số kết quả bước đầu. Trong đó thì đầu tiên thì phải nói là sự phát triển của các hệ sinh thái sản phẩm và dịch vụ 4.0 của Rạng Đông được tích hợp thành các hệ thống, thành các cái giải pháp và nó có 5 cái thuộc tính đặc trưng. Thứ nhất là nó có thể thông minh hóa. Thứ hai là nó có thể cá thể hóa. Cái thứ ba là nó có thể nền tảng hóa và từ đó tạo ra dữ liệu. Cái thứ tư là nó có thể tham gia vào những cái môi trường kinh doanh nền tảng, cho nên tạo ra một cái sự đồng sáng tạo. Và cái thứ năm, tức là sản phẩm của Rạng Đông là những sản phẩm xanh hóa. Chính vì sự phát triển của hệ sinh thái sản phẩm và dịch vụ của Rạng Đông như vậy, Bộ Khoa học Công nghệ giao cho tham gia những cái đề tài để ứng dụng những cái sản phẩm của mình vào trong 3 lĩnh vực. Thứ nhất là trong ngôi nhà thông minh gọi là Smart Home, trong đô thị thông minh gọi là Smart City và trong nông nghiệp công nghệ cao gọi là Smart Farm. Càng ngày cái thu nhập của người dân càng được nâng cao, đối với những người tiêu dùng như vậy thì cái nhu cầu của họ đã thay đổi. Một cái sản phẩm phải kèm theo dịch vụ, nhưng đấy phải là một cái dịch vụ đồng bộ, trọn gói. Cái đấy phải là cái dịch vụ tiện nghi đó. Đấy phải là một cái sản phẩm và dịch vụ thông minh, thân thiện với môi trường, tức là phải là xanh và phải tiết kiệm năng lượng. Rạng Đông từng bước xây dựng một cái bản sao số gọi là Digital Twin. Mà theo đó thì những cái cấu phần trong các hệ thống sản xuất, cấu phần trong hệ thống vật lý trên các dây chuyền thì được ánh xạ lên trên không gian mạng. Thì người ta lại có cái điều kiện để tối ưu hóa cái quy trình sản xuất trong thực tế. Nhờ thế cho nên đối với những hệ thống sản xuất được thông minh hóa thì nó có thể nâng cao được năng suất lao động. Thì Rạng Đông còn từng bước xây dựng cho mình những cái mô hình tổ chức mới, mô hình điều hành mới. Theo đó thì những cái mô hình tổ chức truyền thống phân cấp chức năng tuyến tính thì dần dần được chuyển thành cái mô hình ma trận, thành mô hình teamwork. Trong quá trình phát triển như thế thì Rạng Đông từng bước xây dựng cho mình một cái thế hệ mới gọi là cái thế hệ kinh doanh công nghệ, techno businessman. Ấy là những người rất là giỏi về công nghệ nhưng là am hiểu về kinh doanh, và ngược lại. Từ đó tôi mở ra cho Rạng Đông một cái năng lực là có thể nhanh chóng thích ứng với sự thay đổi của cái môi trường kinh doanh. Theo số liệu thống kê, có tới 70% tỷ lệ thất bại của các doanh nghiệp trên thế giới theo Tony Sameha và 90% doanh nghiệp Việt Nam chưa thành công theo khảo sát của VCCI. Những tưởng các doanh nghiệp lâu đời với nguồn lực mạnh về nhân sự, nguồn vốn, dòng tiền sẽ có thể mạnh trong công cuộc chuyển đổi số. Tuy nhiên, trên thực tế, họ phải đối mặt với các vấn đề về chuyển đổi số khác nhau. So với những công ty nhỏ còn non trẻ thì tốc độ chậm hơn và nhiều thách thức hơn. Cái khó khăn lớn nhất khi bước vào chuyển đổi số
đấy là phải thay đổi cái nhận thức, phải thay đổi cái tư duy. Người ta nói rằng là quá trình chuyển đổi số thì 3 phần là ứng dụng công nghệ số, nhưng 7 phần chính là quá trình chuyển đổi. Chuyển đổi tư duy, chuyển đổi nhận thức, chuyển đổi cái mô hình kinh doanh, chuyển đổi cái mô hình điều hành. Thế mà đối với những cái doanh nghiệp sản xuất công nghiệp truyền thống thì một cái doanh nghiệp như Rạng Đông, cái nền nếp, những cái thói quen nó đã ngấm sâu vào cái nhận thức của tất cả mọi con người, từ cán bộ công nhân viên chức cho đến các cán bộ quản lý trong công ty. Muốn như thế thì phải dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn thì mới có thể thực hiện được cái sự thay đổi. Thế và cái cách để mà thực hiện cái chuyển đổi số như vậy thì đó là phải dựa trên cái sự phát triển của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, và đặc biệt là phải dựa trên cái nền tảng văn hóa truyền thống của Rạng Đông. Cái kinh nghiệm trong quá trình thực hiện chuyển đổi số thì chúng tôi rút ra có mấy kinh nghiệm thế này. Cái thứ nhất tức là người đứng đầu phải là người thực sự muốn làm, phải là người trực tiếp làm và phải là người trực tiếp trải nghiệm cái quá trình chuyển đổi số. Cái thứ hai, cái từ khóa quan trọng nhất trong chuyển đổi số đấy là hợp tác. Trên cơ sở cập nhật những cái tri thức mới, những cái kiến thức mới từ bên ngoài và kết hợp với cái phong trào lao động sáng tạo ở bên trong doanh nghiệp, tức là tạo ra một cái môi trường đổi mới sáng tạo mở. Vì doanh nghiệp thì thường không đủ cái nguồn lực cả về mặt tri thức, cả về mặt thông tin để thực hiện đổi mới. Cho nên một cái môi trường đổi mới sáng tạo mở thì nó tạo ra cái cơ hội để cho doanh nghiệp có thể thực hiện nó cách thành công. Thông minh hóa trong sản phẩm, thông minh hóa trong sản xuất và thông minh hóa trong các cái mô hình kinh doanh. Thông minh hóa trong sản phẩm tức là phải ứng dụng những cái công nghệ mới, ví dụ như công nghệ số, ví dụ như công nghệ trí tuệ nhân tạo xử lý tại biên, công nghệ vạn vật kết nối, vân vân, làm cho cái sản phẩm nó thông minh, linh hoạt, tiện nghi hơn và nó đáp ứng được những yêu cầu xanh của cuộc sống mới. Thế và cái thứ ba, thông minh hóa là áp dụng những cái công nghệ số để xây dựng, phát triển một cái mô hình kinh doanh mới trên cái nền tảng số, mà ở đó thì nó hình thành và phát triển những cái phương thức kinh doanh mới, kinh doanh online hoặc là ngược lại O2O, online to offline, và ngược lại offline to online, cũng như các hình thức thương mại điện tử. Thì tất nhiên trong cái điều kiện một cái doanh nghiệp ấy thì nguồn lực nó chỉ có hạn, cho nên để thực hiện chuyển đổi số thì người ta phải xây dựng một cái chiến lược. Trong chiến lược đó phải có cái mục tiêu cụ thể và phải xây dựng ra cái lộ trình để thực hiện cái mục tiêu đó. Thế và trong từng giai đoạn thì phải có tập trung vào những cái trọng tâm, trọng điểm, chọn ra những cái mô hình thí điểm. Sau khi nó thành công rồi thì mới tiến hành phổ cập hóa nó lên. Thì cái cách làm, cái cách lựa chọn của chúng tôi thì là như vậy. Và một lần nữa thì cảm ơn Nguyễn Bảo Thiết đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Đến đây thì chương trình Dòng chảy số xin được phép nói lời chào tạm biệt. Trân trọng cảm ơn Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN và Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn BSR đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Vâng, xin cảm ơn các quý vị. Vâng, xin chào.